Ngày 27 tháng 9, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 548, Hầu Cảnh phát binh làm phản Triều Lương tại Thọ Dương, lấy danh nghĩa diệt trừ trung lĩnh quân Chu Dị để hưng binh. Năm 1066, William I và quân đội của ông đi thuyền từ cửa sông Somme, bắt đầu cuộc xâm lược Anh của người Norman. Năm 1529, cuộc vây hãm Viên bắt đầu khi Suley mang y tấn công thành phố. Năm 1540, giáo hoàng Phaolô III phát hành sắc lệnh Regimini Militantis cho phép y nhà CEO thành lập dòng tên. Năm 1590, giáo hoàng Urbano VII mất 13 ngày sau khi thắng cử chức giáo hoàng, trở thành vị giáo hoàng có thời gian cai trị ngắn nhất trong lịch sử. Năm 1821, Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha. Năm 1905, tạp chí vật lý học Annalen der Physik xuất bản bài luận quán tính của một vật có tùy theo nội dung năng lượng. Trong bài này, Albert Einstein định rõ phương trình E bằng MC. Năm 1937, hổ Bali được tuyên bố là tuyệt chủng. Năm 1940, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, khởi nghĩa Bắc Sơn bắt đầu khi 600 lính tiến về huyện Lỵ và chiếm đồn binh Mõ Nhai. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ra đời, thành lập chính quyền cách mạng. Năm 1949, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc xác định ngũ tinh hồng kỳ là quốc kỳ. Nghĩa Dũng Quân tiến hành khúc là quốc ca, Mao Trạch Đông làm Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Trung ương, Chu Ân Lai làm Tổng lý Chính vụ Viện. Năm 1962, Cộng hòa Ả Rập Yemen được thành lập. Năm 1983, nhà phát triển phần mềm Richard Stallman tuyên bố kế hoạch để xây dựng hệ điều hành GNU, phần mềm tự do đầu tiên của dự án GNU. Năm 1988, Aung San Suu Kyi và các cộng sự thành lập Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ nhằm chống lại chính quyền quân sự tại Miến Điện. Năm 2001, chính phủ Na Uy thành lập một giải thưởng cho các nhà nghiên cứu toán học, giải Abel. Năm 2007, NASA phóng tàu vũ trụ Dawn để thăm dò không gian.